Dạ em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên Trần Thị Hạnh. Chị Hạnh là quê ở đâu đây? Chị quê ở quận 12 á. Sài Gòn à. Hôm nay chị Hạnh về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Hôm nay chị về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ anh Hải giúp đỡ tìm con. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Con chị tên là Tăng Thị Huyền Trang. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 31. Em nó bỏ đi ngày nào đây? Dạ ngày 11 tháng 9 2024. Vậy là mới được 2 ngày ha. Dạ. Em bỏ đi tại Sài Gòn luôn hay như thế nào Dạ chị? tại nhà. Chị có biết lý do nguyên nhân vì sao em bỏ đi không? Em nó bị bệnh mà đợt đầu chị đưa đi bệnh viện thì cách nay 2 tháng là ở nằm ở tâm thần Đồng Nai. Dạ. Dạ, nằm ở đó 3 tuần rồi bác sĩ cho về uống thuốc. Thì bác sĩ có dặn chị là phải đưa thuốc tận tay cho em uống y như là y tá mà chăm sóc ở bệnh viện á. Dạ. Nhưng mà mình còn cái công việc đi làm á thì mình thấy nó uống đều đặn. Cái tháng đầu tiên mà mới xuất viện về nó uống đều đều đặn. Dạ. Xong rồi hết cái bịch thuốc đó thì chị mua bịch thuốc thứ hai thì nó không chịu. Nó nói là bây giờ con hết bệnh rồi, uống để mà bị thận hay gì. Bác sĩ gì mà kỳ vậy, người ta hết bệnh kêu uống mãn mãn đời là sao? Thì chị mới nói cái đó là con bệnh mãn tính, mẹ bị nay là 5 năm rồi mà còn phải uống thuốc. Mà con mới có bao nhiêu, con cũng bị cả 2 năm chứ con không phải con mới bị đâu nha. Nó nói không, con không uống nữa. Là bắt đầu nó nói thì như vậy nhưng mà có mình á thì nó lấy thuốc ra. Xong rồi cái chị cũng ý y nó uống thì chị đi làm hoặc chị không có canh như lời bác sĩ dặn. Thì Dạ. nó bỏ thuốc. Nhưng nó cũng lột thuốc ra vậy mà nó liệng với đó. Rồi có khi là chị làm về hỏi uống chưa, dạ uống rồi nhưng mà nó chưa uống. Nó thật sự nó chưa uống thì bệnh nó tái phát lại. Thì trước ngày 11 đó là khoảng mấy ngày rồi, từ ngày 8-9 trở về đây Dạ. là chị thấy nó ngơ ngơ. Kiểu như mấy ông nhìn nhìn gương mặt là biết nó bị bệnh liền. Thì chị mới nói nó là con mà không uống thuốc á, mẹ đưa lần này nữa là vô qua bệnh viện là vô chỗ tập trung ở, là mẹ không có nuôi con mà giao cho bệnh viện luôn. Thì chị nói cái đêm đó thôi là sáng mai là mới sáng hôm 11 tay là hôm qua đó Dạ. là cái đêm 10 tay chị nói xong rồi chị khóa cửa lại, chị giấu chìa khóa hết. Ở lên xuống nó đòi không được, cái tới ba nó đi về. Ba nó đi công việc về cái nó đi ra. Đi ra đi tập thể dục rồi ba nó hỏi trời ơi giờ này 12 giờ mấy giờ đi tập thể dục gì nó còn ngủ không được. Thì ba nó uống thuốc mà sao ngủ không được. Uống thuốc mà uống cà phê là nó chống lại, là nhiều khi con cứ bác sĩ không cho con coi điện thoại. Mà con coi điện thoại thì nó chống lại với thuốc. Uống thuốc xong rồi uống cà phê rồi xem điện thoại không ngủ được. Thành ra con mới bệnh nặng. Thì nói như vậy xong rồi cái nó lên nằm. Nó nằm tới 3 giờ rưỡi cái nó xuống nó mở cửa nữa. Nó xuống mở cửa đi nữa thì ba nó canh. Đó đi vòng vòng xong vô sáng thì 7 giờ sáng nó mua đồ ăn sáng cho chị xong. Thì chị đi làm. Thì còn ba nó ở nhà. Thì ăn sáng mua đồ ăn sáng xong là khoảng 8 giờ là nó đi. Mà chị không biết, hai chồng không biết, ổng mà tưởng nó ngủ ở trên. Cái gần 4 giờ ổng trời mưa ổng mới lên đóng cửa ông nhìn hai cái phòng ngủ không thấy nó. Là nó đi từ 8 giờ tới giờ đó mà mới biết xong rồi điện thoại. Chị mới điện thoại thì nó không bắt máy liền. Nó cỡ cỡ đâu mà cỡ điện cả chục cuộc 20 cuộc gì đó. Nó bắt máy rồi hỏi con đang ở đâu vậy? Nó nói dạ con ở Gò Vấp. Dạ. Chút xíu con về. Cái cô mới nói chứ con đọc cái địa chỉ á. Hai bên đường đi địa chỉ nhà của người ta cho mẹ ba xuống rước cái nó nói cái nó dạ dạ trong cúp máy cái xong nó ngưng rồi 1 tiếng sau vậy đó, chị điên lại cái nó nói giờ con đang ở Hai Bà Trưng thì ba nó mới xách xe từ nhà mà anh biết như một em lấy biển mà Dạ. giờ ổng phải chạy đi xuống kiếm nó thôi thì đi đi ổng đi vòng vòng nửa tiếng xong rồi chị điện trở lại á thì nó nói là giờ con đang ở con đi Vũng Tàu hôm bữa con xin mẹ đi Vũng Tàu chơi 3-4 ngày con về mẹ không nhớ hả
mà nó đâu có xin chị gì đâu, nó ra đi là không có bộ đồ luôn á, mặc bộ đồ dính da vậy. Mà chị nghe cái tiếng gió làm như nó đang ngồi xe, ngồi xe ù ù, nó không nghe rõ đó, rồi nó cứ hả hả là lúc đó là 7 giờ mấy là nó cứ rồi xong rồi cái cúp máy. Con nhà mình mà bị bệnh như vậy hết lâu chưa chị? Bệnh từ lúc tái phát tới giờ đi bệnh viện là cũng phải 2 năm rồi mà tụi chị mới biết. Chị có biết cái lý do nguyên nhân chính mà dẫn tới cái tình trạng em nó như vậy là nguyên nhân là gì không? Thì nói chung là trước khi nó dạy học á, nó dạy học được bao nhiêu ta, thì nó lâm vào cái trận nghiền nghiền đá banh trên mạng, em biết không? Ồ, con nhà mình chơi đỏ đen luôn hả? Đúng rồi. Ôi trời đất ơi. Nó chơi đá banh trên mạng mà em biết là nó chơi sáng đêm. Lúc đó chị đi làm, nhiều khi chị đi làm ca mà 10 giờ đêm là chị đi tới 6 giờ sáng. Thì ông xã ở nhà thì nó chơi bên phòng nó, còn ông xã thì ngủ bên phòng này. Thì đâu có biết đâu, tới chừng mà đổ nợ ra là bắt đầu nó điện cho em đó đó. Là em nó cũng giấu luôn chị với ổng. Mà khi đó là chị đã bị trầm cảm rồi nha, nhưng mà chị không biết, chị vẫn đi làm. Chị là trầm cảm nhẹ. Chị cũng bị trầm cảm luôn. Đúng rồi, nó bị gen đó. Và tới giờ phút này là con gái nhà mình lại cũng bị. Đúng rồi. Mà bị nặng. Bị nặng hơn chị. Trước kia là con gái nhà mình làm cô giáo mà chị. Đúng rồi. Dạy cấp 1 hay cấp 2 cấp 3? Tiếng Anh dạy cấp 2. Rồi nó bán hàng online mà tờ sách tay Việt Nam tới Thái. Tới này đó, đó thời đó mà nó bán hàng online á. Đó. Làm nó làm có tiền lắm. Làm cô giáo được lâu không chị? Làm cô giáo chứ cũng lúc tại mấy năm á chị không nhớ rõ nữa. Tại vì qua dịch rồi chị không. Qua dịch nó cũng 5 6 năm rồi đúng không? Đã làm giáo viên cũng 2 3 năm gì đó. Vừa làm vừa bán hàng online. Con gái nhà mình trước giờ là có bạn trai chưa? Không. Không có bạn trai luôn. Đúng rồi. Cái tính cách con nhà mình như thế nào? Khó tính, là cô giáo mà. Khó tính, ít nói nhưng mà ngoan hiền. Nhưng mà cô giáo chơi đỏ đen là thấy hơi tùy ha. Dạ. Vậy là giờ khi là từ khi chơi đỏ đen là mới dẹp luôn. Là nó xuống luôn, không về học, không buôn bán gì hết. Là cái thời điểm đó là gia đình nhà mình mới biết bể nợ là mới biết đúng không ạ? Dạ, bể nợ nhiều rồi. Nhiều không chị? 200 triệu. 200 triệu. Dạ. Và chính từ đó là con gái nhà mình trở nên gọi là tinh thần không được tốt thì sao? Dạ. Và biết sao nó kiếm em đó, nó khóc quá. Nó nói nó thiếu nợ này kia đó, rồi nhờ ba mẹ chạy trả chứ thôi giang hồ đòi chém tạc sơn gì không biết, mà không biết sao mà nó chơi trên mạng, mà là chị nghĩ là đá banh trên mạng là quốc tế ha, đúng không? Đá banh thì nó có nhiều kiểu đá banh lắm chị, thể loại nào khi đã đam mê cái môn đấy thì thể loại nào nó cũng mang ra để nó cá độ được hết á. Dạ. Rồi ở nhà thì thấy chị bệnh, người chỉ có âm thầm ông ngoại rồi dì chú. Chị được mấy người con đây? Dạ, chị hai đứa. Em này là con thứ mấy? Em này là con đầu. Chị hai trong gia đình đúng không? Dạ. Chị cả. Ngoài cái nguyên nhân đó còn cái nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng con nhà mình như vậy đó? Không. Chỉ có từ lúc nó bị sốc là nó thiếu nợ rồi nó lo không có trả, người ta giết nó. Rồi nó giấu. Vậy là tới giờ phút này là con nhà mình bị như vậy là 2 năm trời. Dạ, bị cái đó mà chị không biết, không có đưa đi khám. Thành ra nó bị, bây giờ nó bị nặng. Từ khi mà nghỉ dạy ở trường, có phải vì cái đó mà nhà trường không nhận, hay là con nhà mình tự nghỉ hay như thế nào? Dạ, tự nghỉ. Tự nghỉ đúng không? Dạ. Thì con nhà mình có làm công việc gì khác hơn không? Không. Vậy là ăn ở không ở nhà? Ăn ở không ở nhà rồi sáng ngủ tới chiều, có khi chiều bắt đầu ban đêm bắt đầu chơi game. Có khi em biết không, chị vô thình lình là nó trùm cái mền lại, nó để cái điện thoại nó ngay mắt á, vậy nè, xong cái nó trùm cái mền lại, là thời gian nó đã bệnh rồi, chị không biết á. Chị cứ la nó. Chị chia sẻ cái thông tin này có đúng sự thật không? Dạ đúng chứ. Có chắc ăn không? Dạ. Chị em thấy có gì đó nó sao sao á? Không. Phải không? Có chồng chị ngoại đó. Chị em thấy một cô giáo mà đặc biệt là con của chị con gái này mà như vậy luôn hả? Vậy có bằng chứng chỉ anh văn, bằng cử nhân anh văn rồi hết mà em.
Con gái của chị là dạy trong trường hay là dạy từ ở ngoài? À, nó nhận người về dạy với dạy trung tâm á, chứ không, nó không à, chịu chứ vô đâu trường. Phải là giáo viên trong trường đâu, à, đúng không, nó không chịu vô trường. Nó nói là vô trường dạy là gò bó này kia, kiếm tiền không cái nhiều. này gọi là mình dạy thêm thôi đúng không, mình Dạ. mở ở ngoài thì mình dạy thôi chứ đâu Đúng có rồi. trong trường gì đâu. Trường thì người ta vẫn nhận đó mà nó không vô. Có nghĩa là nó cứng đầu ở nhà kêu là vô nhà nước dạy đặng có cái quy chế á, bảo hiểm sau này á, Dạ. này kia mà nó không chịu. Nó nói dạy Vậy ngoài là trường trong quá khỏi trình nói 2 đâu. năm nay là ăn với ở nhà là anh chị nuôi hết, Dạ. không đi làm động gì. Từ hồi dịch tới giờ. Cách hình thức sinh hoạt như thế nào? À, lúc ngủ thì thôi, lúc thức thì cứ coi điện thoại. Có sạch sẽ không? Không, thời gian mà nó nhóm bệnh đó là không tắm, không gội cái đầu nó, 1 tháng nó không gội luôn, mà mình lôi nó xuống cũng không được, nó không đi là không đi. Vậy là bệnh tình nặng Giờ rồi. nó nằm một Nhưng mà chỗ. gia đình nhà mình có đưa đi bệnh viện không? Không, cứ lúc đó là chị cứ nói là ăn rồi gây nợ rồi làm biếng. Chị gia đình chị cứ cứ la vậy không à. La trách hờn đúng Ờ không? đúng rồi, Kiểu rồi là bỏ mặc luôn bỏ đúng mặc luôn. không? Mày muốn làm gì mày làm, không quan Dạ, tâm nữa đúng miễn miễn không? sao đừng ra ngoài phá thôi, còn ở nhà ăn ngủ chơi game làm gì làm, không làm gì cũng được. Giờ nói nó không nghe, đến nỗi mà vệ sinh cá nhân nó không vệ sinh thì em nói gì nữa giờ. Chính vì cái điều đó ngày qua ngày, tháng qua Nó tháng, năm qua năm mình dẫn tới cái tình trạng này, một bệnh tình nặng hơn. Vậy là con nhà mình cái thời điểm đó có thể là bị tâm, gọi là bệnh tâm lý đó. ba nó hồi xưa cô giáo rồi rất ngoan, mà giờ ba mẹ nói là nó trả lời song sỏng luôn, Là trả lời chạy tay đôi luôn theo, đó. gọi là nói một cái một đó. Rồi đúng rồi, đuổi đi là sẵn sàng xách đồ đi á, Khổ coi như là lúc từ lúc mà thua cá độ cho tới giờ. Thì là một là chị nó là về mà thần kinh nó yếu, hai là về tâm linh, cứ nghĩ là nó đi đường bé nó đi đi đâu nó đi ra Đà Lạt, nó bé rồi đã đi là chị không cho đi, chị kêu gửi tiền đi mà nó không chịu, nó đi ra tới ngoài nó thấy mặt còn được. Gọi thời điểm nó quanh lâu chứ chị? là trước trước lúc nó chơi cá độ. Vậy là 2-3 cái rồi một Đúng rồi. rồi. Rồi từ khi nó bị cái cha mẹ là nói không được á, cái bỏ rồi nó nghĩ là mình Không bỏ thương. bê, nó không thương nó ganh tị với em nó đó. Rồi tùm lum. Bây giờ chị đang sợ nhất con mình đi bên ngoài sẽ gặp điều gì đây? Và từ xưa giờ là bé đi đâu là đi với mẹ hoặc là đi với em gái đi chơi, lúc em gái chưa có chồng á là đi đâu cũng đi với em dứt khoát. Giờ ba mẹ chở cũng không đi, đi thương em gái lắm, đi chơi với em gái không. Mình từ lúc em gái có chồng là nó buồn nữa, nhà có một mình á, rồi không có bạn bè, bệnh nữa ở nhà không rồi. Mình chị là dân gốc Sài Gòn luôn hả? Rồi chị sợ là biết sao, cái đêm đó mà chị nhốt nó, chị nói là con mà không uống thuốc á thì mẹ sẽ đưa qua bển là để cho người ta chăm luôn. Là sáng mơ cái nó đi mua Sợ xà đúng không ạ? giờ sáng mai nó đi mua xà bông về, nó giặt máy thì nó đổ lan tùm lum dưới đất, rồi ba nó mới la. Rồi không biết ba nó la rồi xong là chút xíu sau là nó đi, thì mở camera lên thấy nó đi một khoảng từ đây ra tới ngoài đường á, xong cái nó đứng nó suy nghĩ hồi cái nó quay vô xong đi luôn. Mà trước đó mấy ngày là em hỏi một tiếng không bao giờ trả lời, đây ngồi đó mà hỏi là trang trang cái hỏi cứ ngỡ ngơ. Là lý do cũng tại chị một phần, nếu như lúc đó chị đưa đi, Đúng rồi. chị điện cho bác sĩ là bác sĩ nói con chị giờ này mà như vậy đó là do chị. Như chị là khi mà xuất viện á là cái giấy đó là bác sĩ phê ra là nó bé bị tâm thần chứ không phải là trầm cảm nữa, có là nặng rồi. Nặng rồi, cái này nặng rồi. Đúng ra là cả anh cả chị á phải đưa con đi khám, đi điều trị để có cách có hướng. Thì đi qua bệnh viện Đồng Nai với bệnh đó, Đi trung chưa? ương rồi đi nhập viện 3 tuần lễ, xong rồi bác sĩ cho xuất viện về thì mới kêu là mình phải chăm như là ở bệnh viện vậy.
Nhưng mà cái thời điểm đầu kia, cái thời điểm đầu mình bỏ mặc kia, cái kiểu mình cứ tưởng con nhà mình là hết nói nổi rồi đúng nhưng mà không? nó không nghe luôn em. Em có kêu nó cũng không đi, trừ khi mà mình nhờ công an xuống mà cột nó, chứ nó không đi là không. Tối ngày nó chỉ lên xuống cái giường nó trùm mền đó rồi nó. Mà chị mới nói trời ơi giờ anh tính sao, không lẽ giờ nhờ công an xuống. Chứ giờ dòng họ ai lại nhà thấy cũng y như là Em cao mét mấy? 1m55. Nặng nhiêu ký chị? Từ lúc uống thuốc này tới giờ nó đã nặng 90 kg. 90 kg cơ hả? Ừ. 1m55 mà 90 kg là béo phì Béo thôi. phì Béo phì rồi. thôi. Ừ, mập hơn cái tấm này. Thấy tội ha. Đang là một cô gái phơi phới như vậy mà bây giờ bỗng thành một người như vậy. Ừ. Chơi trước chơi đỏ đen đấy là có bị ai dụ dỗ hay là tự tìm ra chơi? Lúc đầu là em biết sao không? Đá banh mà truyền hình á, quốc tế mà đá y gì á, Euro đồ á, là nó là có cái nhiễm máu như trong trong mình là nó ghiền thể thao. Rồi là nó đưa theo tivi mở rồi đó, rồi nó theo ba nó ngồi nó coi, nửa đêm nó cũng thức dậy nó coi. Mà nó học giỏi nó coi coi học học đó rồi nó coi rồi từ đó nó nhiễm. Bắt đầu chơi chơi À, bắt đầu vào cá độ. là tự nó mò trên mạng, chứ đâu có ai mà nhà chị đâu có ai giỏi máy tính gì đâu mà biết cái vụ đó. Khổ ha. Dạ. Bây giờ con Còn đi ra bên ngoài là chị đang lo sợ điều gì đây? giờ sợ là người ta dụ, tại vì em biết sao không? Cái gương mặt nó nhìn là biết nó bệnh rồi, nó mà bác sĩ nói nếu mà nó không uống thuốc nó tái phát lại là nó nặng thêm. Thành ra giờ cái lúc mà bé đi tập thể dục ngoài đường á là chị không biết là nó do nó gặp ở ngoài hay là bác sĩ kêu là không cho chơi điện thoại mà về nhà nó đòi chị vẫn cho đó. Rồi bây giờ không biết có Bình thường như bây liên giờ gặp chị là con mình có nhận ra con nói chuyện được không? mấy 2 ngày nay đi không có đem thuốc uống rồi giờ chị cũng Rất không biết sợ đúng không? giờ Sợ rằng không có thuốc là là... nó quên mình luôn rồi. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con gái của mình đi, để hy vọng rằng con gái của mình có xem được video này hoặc là cô chú anh chị có xem được để giúp con gái nhà mình sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị nói với con, tâm sự với con đi. Trang ơi, ba mẹ nhớ con lắm. Con có xem được video này thì con về với ba mẹ. Ba mẹ lo cho con. Con bệnh như vậy mà con không nghe lời ba mẹ, con không uống thuốc rồi bây giờ con đi đâu ba mẹ không có biết. Giờ lên nhờ hiệp sĩ, đội hiệp sĩ Thanh Hải với cộng đồng mạng. Cô bác chú bác gì có thấy mặt bé ở đâu vui lòng cho gia đình em biết cảm ơn rất nhiều. Thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn cho con mình được sinh ra và lớn lên học hành tới nơi tới chốn và có một cái công việc công ăn việc làm là ổn định. Đặc biệt là nếu là con gái thì có một cái bến đỗ hạnh phúc. Nhưng mà rất tiếc tới giờ phút này là chị là một người mẹ. Hôm nay phải về đây để nhờ anh em quay phim ghi hình để đi tìm cho con, đặc biệt rằng là con gái của chị 31 tuổi rồi. Mang trong mình một cái căn bệnh thật sự rất đau lòng và trong quá trình cái thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện với gia đình. Thì bây giờ con gái bệnh tình như vậy đi ra bên ngoài thì không biết được rằng là ăn uống, thứ nhất là ăn uống như thế nào, thứ hai là bệnh tình mà không có thuốc men để mà uống thì nó trong quá trình những cái ngày mà 2 ngày trời đi ra bên ngoài nó sẽ ngày càng nặng hơn, đặc biệt trong cái thời gian này là cái thời gian mưa nắng thất thường. Chị rất sợ sợ con gái nhà mình đủ mọi thứ và đặc biệt sợ có thể là gặp những cái người không tốt, người ta dụ dỗ đúng không ạ? Thì em rất mong muốn rằng em xin nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước chung tay góp sức xem và lan tỏa video này mạnh mẽ, hy vọng một ngày gần nhất gia đình sẽ tìm kiếm được cái thông tin của em gái này để giúp em gái này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục điều trị bệnh tình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về cái số của đội hình sự Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hình sự Thanh Hải tìm kiếm được thông tin của em gái để giúp em gái quay trở về đoàn tụ với gia đình.
Thì hy vọng gia đình nhà mình rằng khi mà tìm được con về mình phải có cách có hướng. Thứ nhất cái chuyện gì nó qua thì nó cũng qua rồi. Thì mình cha la thì mẹ động viên đi, hoặc mẹ la thì cha động viên. Mà cả hai người la như vậy, trong khi đó em nó đang bệnh đó, thì em sẽ có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Nên mình phải cố gắng hết sức. Bây giờ là con nhà mình nó bệnh ấy, nó không được bình thường ấy. Mà mình lại tạo thêm một cái áp lực như vậy thì thật sự đó là cái điều mà giúp cho em nó khó được hồi phục lắm. Con người mà ai cũng có phải lúc sai hết, nhưng mà sai mà biết sửa là được nhá. Mình cũng đừng có đối xử kiểu này kiểu kia với con quá, tội nghiệp cho con. Mình phải có cái lòng nhân đạo nhá. Bởi vì mình làm cha làm mẹ sao bỏ con được. Nên mình la ở mức độ nó như thế nào thôi. Bởi vì mình la hoài nó không có thay đổi được gì đâu. Mà mình phải tạo cho con một cái gọi là lấy cái tình thương để dẫn đường chỉ lối cho con thay đổi và để giúp cho con sớm bình phục nhá. Thì hôm nay chị về đây chia sẻ một cái câu chuyện đi tìm con, thật sự rất nghẹn lòng. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em ghi hình cũng như là đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ có. Chị đồng ý đúng không ạ? Dạ. Và toàn bộ thông tin sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng chứ. Nếu sai? Nếu sai thì chị chịu toàn bộ pháp luật. Toàn trách nhiệm trước pháp luật ha. Bởi vì sao em lại phải hỏi chị những cái câu như vậy? Bởi vì cái này là thật sự mà nói thì anh em muốn xác minh. Bởi vì đôi khi rất nhiều bậc làm cha làm mẹ về đây chia sẻ câu chuyện tìm con nhưng mà nói những cái điều mà không đúng về con á. Rồi con cái nó về nó lại trách hơn anh em đội chỉ thiên hải thế này thế kia. Nên mong chị hết sức thông cảm ha. Dạ em chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì? Dạ em tên là Trần Thị Bích Ngọc. Chị Ngọc là quê ở đâu đây? Em quê ở Bạc Liêu. Dạ, còn anh trai? Anh cũng ở quê ở Bạc Liêu. Anh tên gì? Anh tên Bì. Bì. Dạ. Vậy là hôm nay là hai vợ chồng anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc là tìm con đúng không ạ? Dạ. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Từ Thị Cẩm Nguyên. Bé nhiêu tuổi hả chị? Bé 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào đây? Bé bỏ đi ngày 11. Tháng 9? 11 tháng 9. Vậy là mấy ngày hôm kia? Đi là đi tại đâu? Đi tại phòng trọ hẻm 4 ở Hội Nghĩa, Tân Nguyên. Bình Dương, đúng không ạ? Con nhà mình hiện tại là đang ở Bình Dương cùng với anh chị. Con nhà mình có đi làm không? Nó đi làm mà mẹ đi sao? Cha mẹ đi trước rồi nó đi sao đi làm mà vô trễ rồi nó đi mua trà sữa rồi. Vậy là con nhà mình nghỉ học chưa hả? Dạ, nghỉ lâu chưa chị? Nó nghỉ cũng năm mấy à. Sao nghỉ sớm vậy? Dạ nó không chịu học nè. Chị đông con không? Dạ hai đứa. Bé này là con thứ mấy trong gia đình đây? Út. Út hả? Dạ, ba. Con nhà mình tính tình như thế nào? Tính tình cấp trước thì nó cũng biết nghe lời cha mẹ. Rồi lên đây rồi nó mà nó cũng ấy con cúp bê á. Cúp bê đó rồi sao mà nó mua cúp bê về thờ đó rồi sao mà nó nghe lời. Trời đất ơi, mua cúp bê về thờ là sao? Là sao anh? Không biết nó mê gì cho. Là bé bé mua ở những cái shop đồ chơi là mua búp bê về á hả? Mua trên mạng. À rồi sau đó như thế nào? Rồi đó là sao là cỡ tháng ngoài gì đó là nó tánh nó nóng rồi nói nó không biết nghe. Là thờ là thắp nhang đó hả? Dạ, nó không thắp nhang mà nó mua kẹo, mua bánh được cho ăn gì đó, kẹo rồi. Kiểu chơi đồ chơi đúng không? Dạ, cho uống gì. Là kêu bằng ấy của Thái gì. Búp bê cái cua nó thông gì hả? Dạ. Rồi sợ người ta dụ nó gì đó rồi giờ cũng lo cha mẹ. Cái ngày 11 con nhà mình bỏ đi là bỏ đi buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều? Buổi sáng lúc 6 giờ mấy, gần 7 giờ, 6 giờ mấy. Lúc đó là đi làm thì đi luôn hay như thế nào? Đi làm hai giờ đi trước rồi nói vậy sẽ đi sao. Con nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi? Cái điện thoại với mà cái xe, nó xách xe chạy đi thôi. Xe là xe gì? Xe là Quay Alpha màu trắng, biển số bao nhiêu? Đây. Anh nhớ không? Đây, lấy cái cặp quẹt kìa.
Đây là số khung số máy nè. 94F1 46199. Xe này là xe anh là chủ sở hữu hả? Anh... Xe này xe phân khối lớn mà. Tại sao mình lại giao cho bé đi? Bé mới 15 tuổi làm gì được phép lái xe phân khối lớn? Tại thấy đi làm cũng gần nè. Như là đây có cha nó biết lái xe thôi thì đâu có ai chở. Mua cái xe đạp điện nó cho con đi được rồi. Đi đi tham gia giao thông là vi phạm luật giao thông. Thứ nhất là nguy hiểm cho con nhà mình, thứ hai là nguy hiểm cho người khác nữa. Mua cái đồ tính để chị đó thì đem qua đây mới đem qua 2 ngày. Mà nó sắp chị. Mai mốt tìm được con về đừng cho con đi xe đấy nữa, mua cái xe đạp điện á. Chứ bé đã đủ tuổi đâu mà tham gia giao thông bằng xe phân khối lớn. Cái này là vi phạm luật giao thông ấy. Trước đó, trước ngày 11 thì gia đình nhà mình có ai la giày hay là tác động tay chân tới bé không? Có em cũng la giày đó, nó lì rồi cũng la đó. Chị la về vụ việc gì? Rồi nó mua cái con đó rồi. Úc bê hả? Dạ. Nói con đem đi bỏ đi để mình không có cho để trong phòng mà. Thì nó cũng đính hình là nó không có trả lời. Rồi sau đó? Sau đó cái đêm 7 giờ mấy 8 giờ thì nói vậy thôi rồi nó không trả lời nên hình à. Mình ba mẹ có ra tay ra chân với con không? Không. Bé là tính tình dạo gần đây là thay đổi hả? Đúng, cả tháng ngoài 2 tháng nay nó thay đổi, nó cũng tính vậy. Nói nó cũng không biết nghe. Con nhà mình ở nhà là có xài điện thoại nhiều không? Có. Xài. Bấm liên tục không? Nó bấm liên. Bé đông bạn bè không? Trên đây cũng ít rồi, mới lên làm mà không có nhiều đâu. Bé có chơi game không? Có, lâu lâu nó cũng có chơi game. Có bao giờ mà anh chị nghe thấy con nhà mình nói chuyện điện thoại hoặc là nhắn tin với ai đó không? Có. Trai gái? Bạn trai cũng có, mà bạn gái cũng có. Con gái có kể với ba mẹ không? Nó cũng ít nói. Cũng không chia sẻ hả? Ừ. Mình có bao giờ kiểm tra điện thoại của con không? Không, không kiểm tra. Bé cụ thể là làm công việc gì đây anh chị? Làm công ty Sâm Thành. Công ty đấy là làm về cái gì? Công ty gỗ. Chắc công ty gỗ thì tăng ca dữ lắm đúng không? À. Bé có than mệt không? Có, cũng mệt mà. Bé có dự tính muốn thay đổi công việc không? Không, thì không nghe nói. Không. Theo anh chị tới giờ phút này con nhà mình đi lý do chính là gì? Là chắc nó giận cha mẹ la gầy đó. Okay. Tại mấy bữa trước rồi cũng có la gầy đó. Mình liên tục la gầy hả? Dạ. Thái độ của bé cái thời điểm đó như thế nào? Nó bé khóc hay bé buồn hay bé cãi lại? Nó không có, mà nó cũng có cãi rồi mà cũng ít nói nữa, nó không nói gì vậy. Nó ngồi nó bấm điện thoại thôi, nó cũng nói nhiều. Có cả nói lại vài tiếng thôi rồi ngồi bấm điện thoại. Lần này đi là con nhà mình chỉ có xe thôi chứ có quần áo không? Có mang theo quần áo không? Nó có mang theo hai cái con đó, đó với cái cặp mà con kiểu như cái con gấu gì con gấu cái cặp nhỏ, nhỏ mà nó có quần áo hay là tiền bạc gì không? Có cái cặp đó. Và đặc có biệt tiền là mang theo một chiếc xe. Dạ. Hai hôm rồi gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Báo rồi đúng không ạ? Bây giờ anh chị đang sợ nhất điều gì đây? Sợ nhất là ta dụ nó mua cái con đó. Rồi nghe nói là nó tính mua cái đặt trên mạng gì đó là mua cái con gì thì con đó nữa là tài gì đó là tới 6 triệu. Rồi sợ người ta dụ nó gì đó rồi với bạn bè rồi đi ra ngoài đường rồi. Cái bữa trước nó đi đó là nó nghỉ làm. Người có nghe cái người mà không bạn đó là cũng nghĩ nữa là bấm tin nhắn tin với điện thoại người bạn trai nó gì á. Em thì em lại không sợ bé người ta dụ bé mua con đó nữa, mà em đang sợ bé bị những người xấu có thể dụ dỗ lừa. Thứ nhất là bắt ép làm những công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sợ bé gặp những đối tượng xấu có thể lừa đưa qua cam. Chứ còn vấn đề mà mua thêm cái con đó nữa hay như thế nào thì em lại không sợ. Nhà mình có sợ như vậy không? Có sợ con nhà mình bị đối tượng xấu sợ chứ bây giờ tại vì lừa đảo dụ dỗ làm những cái quán trá hình không? Bé là thường thường cao mét mấy đây? Không. Cũng gần gần mẹ nó mét
bốn mấy. Năm phải năm mấy chứ sao bốn mấy dạ, được. Năm mấy là nặng nhiêu nó, ký? Nó 44 ký. Vậy là tuổi đời còn nhỏ nhưng mà như thanh niên rồi. Nó cao. Đúng không ạ? Mình thường thường mình có hay tạo áp lực cho con không? Có thường xuyên la dạy con không? Cũng có. Cả ba cả mẹ luôn hả? Ba với mẹ là ai là hay gần gũi con nhất? Mẹ gần gũi nhất. Cha thì cũng nói. Em hỏi thật này, hai anh chị mình chỉ la không hay là mình có tác động tay chân tay bé không? Không. Mình nói thật la đi. Thôi, la lớn vậy thôi chứ không có đánh đâu. Không có đánh đúng không? Không. Anh có đánh không? Từ ngày anh có đánh con bao giờ không? Đánh. Cái thời điểm gần đây này. Để anh em có cách có hướng. La kiểu người la và quạo la lớn. La làng đúng không? Bây giờ chị hãy nói một cái điều gì đó với con của mình đi. Hy vọng con gái xem được video này đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nói với con đi. Quyên ơi, con về với mẹ đi, phải nhớ khủng lắm. Mỗi lỗi lầm thì mẹ cha không có la nữa đâu. Con về đi. Ba nói chuyện với con đi. Nghe con về với cha mẹ, ba chăm chờ con á. Cha không có la con nữa đâu. Dù con giống, dù con bê gì đó, cha cũng không có nói nữa đâu. Con nghĩ cha mẹ con về thì với cha mẹ, những người thân. Con gái xem được video này thấy cả ba mẹ về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thích Hải Bình Dương đi tìm con thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Bởi vì tới giờ phút này con đi 2 ngày trời rồi, đặc biệt bản thân con là con gái. Nhìn con khuôn mặt dễ thương xinh xắn, mà đặc biệt thì con chưa từng biết, chưa từng va chạm bên ngoài như thế nào. Ở bên ngoài thì có rất nhiều cái đối tượng xấu. Có thể con đi thì con sập bẫy của bọn chúng, bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt đưa vào những cái quán trá hình. Chẳng hạn như massage, quán cà phê tròi, quán karaoke, những cái công việc, những cái nơi mà không lành mạnh, vi phạm pháp luật. Nên mà mong rằng con gái đang ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Về với gia đình thì ba mẹ sẽ không la con nữa. Và sẽ còn có cái tâm sự hoặc nỗi niềm gì, áp lực gì về thì ba mẹ tới giờ phút này thì ba mẹ cũng nhận ra là con đã lớn rồi thì ba mẹ sẽ cùng với con để mà chia sẻ chứ không phải la dày như cái thời gian vừa rồi. Nên mong rằng chú, mong rằng con đang ở đâu đó, con này sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí ông bà chủ quán nào mà đang giữ bé, chưa chấp bé, thậm chí đang có cái suy nghĩ bắt ép bé làm những cái công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền lợi ích cho bản thân, thì hãy nhanh chóng thả bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Còn nếu cố tình mà không thả bé về trong hôm nay và ngày mai, khi anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được thì sẽ bàn giao ngay lập tức những cái đối tượng đó cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Bởi vì bé năm nay là mới 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đang được gia đình cũng như là xã hội bảo vệ và quan tâm. Nên mà những cái đối tượng nào hiện tại đang chứa chấp bé hoặc không chế bé, không muốn dính líu tới pháp luật, thì trong vòng ngày hôm nay hoặc ngày mai đưa bé về với điều kiện chưa tác động tới bé thì gia đình sẽ bỏ qua. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về và tác động tới bé thì chắc chắn rằng cái mức khung hình phạt sẽ là từ 5 tới 10 năm. Cái điều đó thì tất cả mọi người ai cũng biết rồi, luật là ra rõ ràng rồi. Chưa tính là cái mức mà tác động nặng nhẹ gì với bé thì cái khung hình phạt càng ngày càng nặng hơn. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhé. Em cũng hy vọng rằng là khi con nhà mình về, mình phải có cách có hướng để mình chỉ bảo con. Đặc biệt rằng cái tuổi này là tuổi của con, nó là cái tuổi rất hiếu động. Và đôi khi thì mình la nhiều quá, con nó sẽ không nghe đâu. Không phải mình la làng, mình la lớn là tốt đâu, là con cái sợ đâu, không phải đâu. Mình phải thấu hiểu được nó như thế nào và mình phải nói chuyện với nó ra sao, chẳng hạn như cái này con sai, cái này con không đúng đó, chứ đâu phải nhất thiết mình cứ lại chưa gì hết là mình la lên cả vợ cả chồng như vậy là con nó không nghe, rất khó dạy. Nên mong rằng anh chị cố gắng ở cái điều đó ha. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con.
anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Đồng ý. Đồng ý để kiếm con. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp, cũng như là tìm kiếm thông tin của bé gái, giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái, anh chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.